Xin chào mọi người, hôm nay Thảo sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà Thảo hay làm món gà nướng rau củ nha. Đầu tiên Thảo sẽ chuẩn bị cái phần nước sốt trước. Thì Thảo có dầu hào, đường, bột niêm, nước tương với lại tương cà. Rồi bây giờ Thảo sẽ trộn đều lên nha. Gà thì Thảo rửa sạch sẽ rồi và Thảo sử dụng là đùi gà. Bây giờ Thảo sẽ cho hết cái phần nước sốt lúc nãy mình pha vô, rồi mình trộn đều nha. Mọi người để nó qua một bên đi. Tiếp theo Thảo sẽ sử dụng chuẩn bị cái phần rau củ nha. Thì Thảo thường hay sử dụng là khoai tây với lại cà rốt, rồi thêm củ hành tây, cà chua với lại vài tép tỏi. Thảo sẽ nêm vô đây một ít muối nè, với lại dầu ăn nha. Rồi mình trộn đều lên. Thì cái phần rau củ này á, mọi người thích xài ít nhiều thì tùy mọi người thôi. Tiếp theo Thảo sẽ cho hết cái phần rau củ này vô chung với lại cái đùi gà nha. Rồi mình trộn đều lên. Mình cứ chuẩn bị sẵn như vậy á, bỏ vô tủ lạnh, khi nào nướng thì mình lấy ra mình bỏ vô lò nướng thôi. Thì cái khay này của Thảo á, thì Thảo sẽ nướng trong vòng là 50 phút và ở nhiệt độ là 200 độ C nha. Bây giờ thì cái món gà nướng rau củ của Thảo xong rồi nè. Thường thì nhà Thảo cái món này sẽ ăn kèm chung với lại bánh mì. Tại vì cái nước sốt của nó mình chấm với lại bánh mì á, rất là ngon luôn mọi người. Cái món này nói chung là làm rất là dễ luôn. Chúc mọi người thành công nha.